Manchester City đã cho thấy bản lĩnh ở giai đoạn quyết định của mùa giải để vượt lên trên Arsenal và giành chức vô địch. Đây là lần thứ 3 liên tiếp đoàn quân của Pep Guardiola đăng quang tại giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên trước mắt, nửa xanh thành Manchester vẫn còn hai mục tiêu cần chinh phục. Đó là trận chung kết Cúp FA gặp Manchester United và trận chung kết UEFA Champions League gặp Inter Milan. Chắc chắn mục tiêu quan trọng nhất của Pep Guardiola sẽ là đấu trường châu Âu, bởi đây chính là danh hiệu cao quý nhất mà Man City còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình. Với thực lực hiện nay, rất nhiều khả năng đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh sẽ giành cú ăn ba để hoàn tất mùa giải lịch sử. Xin chào đón quý vị cùng đến với chương trình Quán Thể Thao. Tuần này thì tôi và anh Quang Huy sẽ có những câu chuyện liên quan đến giải vô địch Ngoại hạng Anh. Giải đấu đã xác nhận được nhà vô địch của mùa giải 2022-2023 và cùng với đó là câu chuyện liên quan đến bóng đá Việt Nam sau những gì mà chúng ta đã trải qua ở SEA Games 32. Anh Quang Huy này, như vậy là chức vô địch ở Premier League một lần nữa đã thuộc về Man City. Họ đã có danh hiệu vô địch này lần thứ 3 liên tiếp. Đây là điều mà trước đây thì chỉ có Man United có được thôi, và thậm chí không phải là một lần. Thế nhưng mà cái điều mà Guardiola cùng với đội bóng của mình đã có được ở thời điểm này của thế kỷ 21 trong cái bối cảnh cạnh tranh rất là khốc liệt thì phải nói rằng đó là một cái thành tích cực kỳ xuất sắc. Và trong cái cuộc đua đấy thì người ta không thể không nhắc đến câu lạc bộ Arsenal, đội đã dẫn đầu giải trong đâu đó khoảng hơn 260 ngày nhưng cuối cùng thì cũng không thể có được danh hiệu. Thực ra thì ai cũng hiểu được rằng cuộc cạnh tranh với Man City thì bao giờ nó cũng rất là khó khăn. Rất nhiều người đã dự đoán rằng là Arsenal sẽ không thể có được chức vô địch ở mùa giải này. Tuy nhiên cái cách mà Arsenal một lần nữa lại thất bại ở những trận đấu tại cuối mùa giải vô hình chung đã trở thành một cái việc là dâng chiến thắng cho Man City. Man City ở cái thế là bất chiến tự nhiên thành, tức là không cần phải nỗ lực nhiều lắm, tức là không phải đua quyết liệt lắm thì cũng đã có được cái danh hiệu ở giải đấu quan trọng là Premier League, và qua đó có được một cái sự yên tâm cho cái phần còn lại của mùa giải với những trận chung kết. Chúng ta nói về Arsenal trước. Anh có nghĩ rằng cái câu chuyện này nó sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của Arsenal, đội bóng mà dường như có một cái ngưỡng là cứ đến đoạn cuối của mùa giải, khi mà cần phải quyết liệt, khi mà cần phải có một sự bứt phá mạnh mẽ thì họ lại thất bại? Thực ra tôi vẫn muốn nhìn nhận góc độ tích cực dành cho Arsenal. Bởi vì đầu mùa thì nói đến cái Á quân là nhiều người cũng không hình dung họ có thể làm được. Thế nhưng mà họ đã xuất phát rất là tốt. Và ở đây cũng có những cái bài học cho rất nhiều đội bóng. Tức là khi chúng ta đã chọn được những huấn luyện viên mà chúng ta cảm thấy là hợp ấy thì nên kiên nhẫn với họ. Với đội khác, Arteta có thể bị sa thải lâu rồi và sẽ không thể có cái vị trí Á quân mùa này. Với cái tiềm lực của Arsenal và so với cả cái mức độ đầu tư của các đội khác tại giải Ngoại hạng thì tôi nghĩ thành tích Á quân là tốt. Chúng ta nên nhìn nhận ở góc độ là Arsenal mặc dù không thể vô địch nhưng mà dàn cầu thủ trẻ của họ cũng rút ra được thêm những kinh nghiệm và họ sẽ còn trưởng thành, sẽ còn có những cuộc đua thời gian tới. Đồng thời lãnh đạo của Arsenal cũng hiểu rằng là cái cuộc chơi Ngoại hạng Anh mình trở lại đấy rồi, mình ngấp nghé vô địch rồi, nhưng mà để mà từ tiếp cận được trước vô địch thì nó còn là cả một chặng đường và liên tục phải đầu tư. Arsenal thực ra mùa này họ đưa về Gabriel Jesus và Zichenko, nhưng mà phải nhìn nhận là đội hình của Arsenal thì so với các đội bóng khác ở top đầu ấy thiếu những cầu thủ đã từng chi chiến đỉnh cao thực sự ở những cái trận đấu cam go, và đúng nghĩa là những cầu thủ mà dày dạn bản lĩnh và quen với việc chinh phục rồi. Gabriel Jesus hay là Zichenko thì cũng là những người đã có nhiều danh hiệu, nhưng mà họ cũng nằm trong một cái tập thể đấy quá hoàn hảo rồi, đó chính là Man City. Vâng, tôi có quan điểm cũng gần tương đồng với anh. Rõ ràng là ở đầu mùa giải thì ai mà nghĩ rằng là Arsenal sẽ có một quãng thời gian dài dẫn đầu Premier League như thế, có nghĩa là có được cái sức cạnh tranh lớn đến như vậy cho cái cuộc đua vô địch đâu, đúng không ạ? Mong mỏi lọt vào top 4 đã, đi từng bước. Mùa trước còn trượt khỏi top 4 ở giai đoạn cuối thì mùa này phấn đấu vào top 4 là hợp lý, nhưng cờ đến tay thì họ cũng đã rất muốn cố gắng phất. Nhưng trên thực tế là cái chức vô địch nó không thể nằm trong tầm tay của Arsenal được, cho dù đã có lúc hơn đối phương rất là nhiều điểm. Nhưng cuộc đua ở Premier League ấy, thì chúng ta hiểu được rằng là những đội bóng có bản lĩnh như Man City chẳng hạn thì mới thực sự là những đối thủ cạnh tranh lớn. Còn với Arsenal thì đây vẫn đang là quá trình tích lũy, và nói như cách Mikel Arteta đã nói, tức là ông ấy mừng khi các cổ động viên cảm thấy tiếc vì đội đã không thể vô địch. Có nghĩa là cái khát khao nó đã được truyền tải, nguồn cảm hứng nó đã được nhân lên. Chứ nếu như mà cứ nhìn từ đầu mùa thì ai dám nghĩ là Arsenal dám đua đâu, đúng không ạ? Thì đấy là một cái điều tích cực. Điều thứ hai, cái câu chuyện là về cái chiều sâu về mặt lực lượng thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí, bởi vì rõ ràng là đã có lúc ở trong những giai đoạn mà Arsenal có được phong độ tốt, kết quả tốt thì những phương án 2, phương án 3, những người mới đến của Arsenal là sự bổ sung hợp lý. Ngay cả trường hợp của Jorginho đấy, gần như là ngay lập tức sau khi mà ra góp mặt với Arsenal thì đã có thì những khoảnh khắc rất là quan trọng. Thế nhưng trong một cái đoạn đường dài ở các cái nút thắt ấy, thì đó không phải là những cái phương án đủ sức để có thể gánh vác. Và xét cho cùng ấy, cái tổng thể của Arsenal ấy, nó vẫn cần phải có một cái sự chăm bẵm, đầu tư. Và sau cái mùa giải này thì có thể là Granit Xhaka sẽ ra đi, nhưng đã có những tin đồn cho rằng là Declan Rice chẳng hạn, một cái giải pháp cũng rất là phù hợp, nhiều sức vóc, lại là đang độ tuổi sung sức, sẽ bổ sung cho tuyến giữa của Arsenal. Và tôi nghĩ rằng là những cái cuộc bổ sung như vậy cộng với cái việc mà hoàn thiện cái hệ thống chơi mà Mikel Arteta đang xây dựng ấy, thì tôi nghĩ rằng là ở mùa giải sau thì Arsenal có thể sẽ lại tiếp tục duy trì được một cái cuộc cạnh tranh. Vấn đề đặt ra là liệu Arsenal có vượt qua được những cái ngưỡng của chính mình không? Bởi vì 2 mùa giải liên tiếp, đó là chưa kể những gì mà đã từng diễn ra trong quá khứ, đoạn cuối của mùa bóng Arsenal bao giờ cũng gặp vấn đề. Quan điểm của anh là như thế nào? Tôi nghĩ là năm sau họ vẫn sẽ mở đầu cuộc đua trong cái mùa giải với sự hứng khởi đấy. Bởi vì thực ra đến lúc này phải thấy rằng là Man Xanh vượt lên bởi vì họ quá là mạnh. Chúng ta thấy là ở mặt trận nào mùa giải này Man City cũng áp đảo. Arsenal có thể bị Man Xanh qua mặt, nhưng mà đấy là một đội bóng hùng mạnh nhất thế giới hiện nay. Một số anh em phóng viên Việt Nam đã có mặt ở bên Anh và trà trộn vào cổ động viên Arsenal khi họ gặp Nottingham cuối tuần trước, thì mọi người đều cảm nhận không khí hồ hởi. Cổ động viên Arsenal xác định rằng là với chúng tôi thì mỗi một trận đấu là một cái sự tận hưởng niềm vui. Chúng tôi cũng đã mất chuyện này trong nhiều năm rồi. Bây giờ có trở lại như vậy, có trận thắng, có trận không thắng, nhưng mà trận đấu nào cũng mang lại những cái niềm vui cho chúng tôi. Vậy là được rồi. Thì tôi nghĩ rằng là cổ động viên xác định như thế cũng rất là tốt cho Arsenal, tránh gây áp lực một cách quá mạnh mẽ. Nói chung những ngày này thì họ vẫn đang tận hưởng từng giây phút, kể cả là tận hưởng cái việc giành vị trí á quân thôi. Và chúng ta thấy là trong mùa giải này Arteta là 3 lần được bầu huấn luyện viên xuất sắc trong tháng. Guardiola đến trước tháng 5 là chưa có lần nào cả. Thế nhưng mà đấy, một đội bóng có tiềm lực như vậy, có tích lũy qua nhiều năm thì cứ đúng thời điểm là họ bung sức. Và đương nhiên rồi, tháng 5 là cái tháng quan trọng nhất, tháng cuối cùng thì ông là huấn luyện viên hay nhất tháng. Còn lại là những tháng trước chia đều nhau, Arteta 3 lần, rồi là có cả Erik Ten Hag, rồi là cả những người khác, Eddie Howe đấy, thì là Arteta 3 lần. Thế còn ông Guardiola thì đến tháng 5 mới được. Vâng, thì đó cũng là một cái thông số để chúng ta cảm nhận được rằng là cái giải Ngoại hạng Anh ấy, nó khốc liệt như thế nào. Một huấn luyện viên của một đội bóng vô địch ấy, chưa chắc đã phải là người hay nhất trong từng tháng cụ thể, nhưng trong tổng thể thì rõ ràng cái danh hiệu mới là điều quan trọng nhất. Ai cũng hiểu điều này, và Guardiola đã chứng minh được rằng là ông ấy là một cái biểu tượng của giải Ngoại hạng Anh ở thời hiện đại. Và trong lịch sử của bóng đá thế giới thì đương nhiên Guardiola cũng đã có được một cái chỗ đứng có thể nói là rất là xứng tầm, bởi vì những thành tựu mà ông ấy có được cho đến lúc này là không thể chối cãi được. Và nếu như hoàn thiện mùa giải này bằng những cái danh hiệu như là một cú ăn 3 chẳng hạn, với cái chức vô địch UEFA Champions League lần đầu tiên cùng với Man City, lần đầu tiên ở một đội bóng không phải là Barcelona, thì rõ ràng là Guardiola cũng đã ở một cái tầm có thể nói là vĩ đại được rồi đấy. Huấn luyện viên lỗi lạc thì chúng ta đã phải dùng cái từ đấy với ông lâu rồi. Và Man Xanh thống trị giải Ngoại hạng thì cũng vài mùa rồi. Thế nhưng mà năm nay nếu mà vô địch được Champions League thì họ bước vào hàng ngũ các câu lạc bộ vĩ đại. Vô địch được nữa thì nó lại có một ý này rất hay nhé, là bấy lâu nay, mấy chục năm nay, Milano là thành phố duy nhất ở châu Âu có 2 câu lạc bộ là cúp C1. Năm nay nếu Man Xanh vô địch thì sẽ có thêm Manchester nữa. Vâng, chi tiết của anh nói là một chi tiết rất là vui. Tôi nghĩ rằng là thành Manchester bây giờ cũng vẫn là một cái điểm đến của bóng đá thế giới. Bên cạnh Man United vẫn đang cố gắng quay trở lại với cái ngày vinh quang nhất, cái đỉnh vinh quang nhất của mình, thì Man City vẫn đang ở trên đỉnh. Và cái việc mà họ thống trị giải Ngoại hạng Anh trong cả chục năm qua thì nó cũng đã khẳng định rằng là sức mạnh của họ. Và nếu như họ hoàn thiện mùa giải này bằng những cái danh hiệu thì như là cụ UEFA với đấu với Man United và trận chung kết UEFA Champions League đá với Inter Milan, thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ ở một cái tầm đúng nghĩa là vĩ đại. Bởi vì cách đây 15 năm thì chúng ta chắc là không dám nói đi điều này. Wow. Thế nhưng mà gọi là hơn một chục năm qua, bắt đầu kể từ mùa giải 2011 đúng không ạ, với danh hiệu đầu tiên cùng với Roberto Mancini, thì kể từ đó đến nay họ đã đi một cái chặng đường có thể nói là rất là quyết liệt và cực kỳ thành công. Nhiều người nói rằng là họ đã tung rất nhiều tiền. Quả thật là bóng đá thế giới bây giờ mà là không có tiền, không có sự đầu tư gọi thể nói là thích đáng thì làm sao có thể bứt phá được, đúng không ạ? Thế nhưng mà chắc chắn không phải chỉ có tiền đâu, mà cái cách làm của họ, cái sự lựa chọn con đường của họ. Và nói gì thì nói, Guardiola là một huấn luyện viên rất là giỏi, bởi vì đôi khi mọi người nhầm lẫn giữa cái việc mà làm việc xây từ cái đội bóng ở cái tầm trung trở thành một đội bóng vĩ đại, và với cái việc mà quản trị một đội bóng gồm rất nhiều những tài năng để dẫn dắt họ luôn luôn duy trì cái đỉnh cao, luôn luôn gọi là duy trì được cái chất lượng cạnh tranh tốt nhất. Bên cạnh đó đương nhiên phải có cả sự khát khao nữa. Ở mùa giải này đã có lúc là Guardiola đã nói đến chuyện là ông ấy bỏ qua cái câu chuyện tính đến chức vô địch Premier League rồi. Đấy là một cách nói, nhưng trên thực tế là ông vẫn đang rất là quyết liệt để điều hành đội bóng của mình, và ông đã thành công. Và anh nghĩ thế nào về phần còn lại của mùa giải của Man City khi mà họ còn có 2 trận chung kết, đặc biệt là trận chung kết ở UEFA Champions League? Tôi nghĩ là khoảng 95% họ có cửa để mà giành cú ăn ba mùa này. Inter Milan thì nói thật là Inter cũng có những cái hay của họ, nhưng mà rõ ràng đặt lên bàn cân thì Man City là cửa trên rất xa. Mặc dù trong bóng đá thì các tifosi vẫn có quyền kỳ vọng, chỉ đá một trận thôi vì Inter vẫn có những cái mũi hay của mình, vẫn có những cái đặc biệt. Trong cầu môn Onana có thể tỏa sáng và làm nản lòng đối phương. Ba hậu vệ của họ chơi rất tốt, hai cánh cũng lên công về thủ tuyệt vời, và họ có 4 tiền đạo thay nhau. Tức là vẫn có những cái điểm tựa, niềm tin dành cho cầu thủ Inter. Nhưng mà góc độ khách quan thì tôi nghĩ rằng là Man City mạnh quá, và cảm giác năm nay họ đã tích lũy đủ rồi. Những cái gì đau thương đã xảy ra rồi, và lại có Erling Haaland thì khó mà họ để tuột. Thế còn các fan của Quỷ Đỏ thành Manchester MU thì cũng chỉ mong đội bóng của mình đá một trận tốt trước Man Thành thôi. Chứ thực sự là cái lịch cũng rất là thuận lợi, họ được nghỉ nhiều trước các trận chung kết C1 và FA. Thành ra là cái sự chồng chéo nó không bị nhiều. Trước đây thường xuyên có cái kiểu là đêm cuối tuần trước thì đá chung kết FA, xong rồi thứ Tư tuần sau, thứ Năm, dạng sáng ngày thứ Năm thì đá chung kết C1. Nhưng bây giờ C1 là cuối tuần rồi, thành ra là nó không bị cái kiểu đấy nữa. Bởi thế tôi cho rằng là Man Xanh cửa ăn ba cực kỳ sáng, và cái đế chế này sẽ còn duy trì đấy. Bởi vì chúng ta tìm hiểu thì thấy là họ vẫn đang xây chắc cái nền bóng tuyến trẻ. Họ đã mua hẳn khu đất rất là rộng để mà làm trung tâm đào tạo ngay cạnh sân Etihad, tạo ra một cái sự kết nối tuyệt vời. Và chúng ta thấy là bộ sậu đào tạo trẻ của họ cũng đều là Tây Ban Nha sáng hết. Đấy, các vị trí điều hành của câu lạc bộ. Thế còn có một người tổng quản chung thì hiện nay là một cái tên Trung Quốc. Đấy, tức là cảm giác những cái nguồn lực ở đâu có cái gì mạnh mẽ là họ sẽ hội tụ lại để mà xây dựng đội bóng một cách tốt nhất. Việc U22 Việt Nam chỉ giành huy chương đồng SEA Games 32 khiến cho không khí của bóng đá nước nhà khá trầm lắng, thậm chí đã có những nghi ngờ về năng lực của huấn luyện viên Troussier. Tuy nhiên, xét một cách công bằng thì việc đứng hạng 3 ở giải đấu vừa qua là phù hợp với năng lực của các cầu thủ. Chúng ta không có một lứa cầu thủ thực sự dạn dày kinh nghiệm, lại thiếu sự bổ sung của các đàn anh quá tuổi. Mặc dù không thể tiếp nối thành tích huy chương vàng SEA Games, nhưng vẫn có những nét tích cực của U22 Việt Nam ở giải đấu lần này, và các cổ động viên có quyền kỳ vọng một vài cá nhân xuất sắc ở giải đấu vừa qua sẽ được tạo điều kiện để phát triển và sớm góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Anh Huy này, như vậy là chúng ta đã kết thúc SEA Games với một tấm huy chương đồng. Đó là một thành tích không thật sự là đúng như mong muốn của đội tuyển U22, đội bóng đá nam. Tuy nhiên nó cũng là một tấm huy chương, và đó có thể là một cái điểm tựa nào đó để giúp chúng ta tiếp tục xây dựng. Và với con mắt của tôi thì cái lộ trình xây dựng đội tuyển hướng tới mục tiêu lớn của ông Philippe Troussier và các cộng sự là cái mục tiêu hướng đến World Cup ấy, thì nó vẫn đang đi lên. Mặc dù vậy thì với cái không khí chung của người Việt Nam chúng ta, khi mà chúng ta đã quá quen với những chiến thắng ở cái đấu trường này, 2 tấm huy chương vàng SEA Games liên tiếp, thì những ngày sau SEA Games ấy, thì có vẻ như là cái bầu không khí nó không được gọi là sôi động cho lắm. Và nó được phản ánh tương đối rõ ở cái loạt trận mới đây nhất của V-League, khi giải đấu quay trở lại, sân vận động ở các nơi có vẻ như không đông lắm. Anh có cảm nhận thấy điều này không? Đúng là thường khi chúng ta đá tốt ở các cái giải đấu khu vực SEA Games hoặc là AF Cup thì trở lại V-League là đông. Nhưng mà đúng là vòng vừa rồi, thứ nhất là nắng nóng quá, phải nói như vậy. Kể cả là đá những trận muộn ra sân vẫn oi bức. Thành ra có thể là trong những ngày nó quá là đặc biệt như vậy, mọi người muốn ra sân thì cũng ở nhà xe vô tuyến, trong bối cảnh mà truyền hình bây giờ cũng truyền đủ các trận V-League rồi. Thế nhưng mà rõ ràng là vừa rồi khán giả Việt Nam cũng đã lần đầu tiên phải làm quen với cái việc, tức là sau kỷ nguyên Park Hang-seo thì mọi chuyện chúng ta lại bị lắng xuống một chút. Đấy, và nhiều người cũng đã dùng cái khái niệm là U22 vừa rồi phòng ngự khiến cho mọi người giật mình thon thót và nhớ lại cái thời gian mà trước khi ông Park đến, tức là thường xuyên có những cái sơ suất hàng phòng ngự. Nhưng mà tôi thấy là đến cuối SEA Games ấy thì mọi người cũng có thêm những cái chiêm nghiệm và cũng đã bình tĩnh hơn. Đặc biệt Indonesia vô địch, mình chỉ thua Indonesia thôi, và trận giải ba thì Việt Nam vẫn thắng thuyết phục. Thế thì mọi người mới thấy rằng là tức là bóng đá là một cái gì đó nó không ngừng nghỉ. Chúng ta thua Indonesia ở bán kết AFF Cup năm 2016, nhưng mà ngay sau đó có ông Park thì chúng ta bứt lên và chúng ta gần như là bá chủ của khu vực. Tuy nhiên là chúng ta qua được cái lứa đấy, Indonesia bây giờ họ lại ươm mầm một cái lứa khác. Đấy, hai cái lứa tốt của họ tiếp cận với nhau. Một cái lứa mà đúng ra chuẩn bị cho U20 2021, nhưng mà giải bị hoãn vì dịch, thì tiếp tục là một lứa để chuẩn bị cho 2023. Tất nhiên là sau thì cũng không đăng cai được, nhưng mà hai cơ lưới kết hợp với nhau để tạo ra một lực lượng rất là có nội lực và có sức mạnh. Thành ra mọi người mới thấy rằng đấy, bóng đá là như vậy, mình có thể là bứt lên hơn họ một giai đoạn, nhưng mà họ làm tốt, họ có hướng đi của họ thì bây giờ họ bứt lên, và thậm chí là không loại trừ khả năng đội tuyển của họ mấy năm tới sẽ còn mạnh. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là từ những cái thất bại, nhưng mọi người khi mà gọi là tổng hợp lại các thông tin thì cũng thấy, và tôi nghĩ rằng là cái thất bại vừa rồi nó cũng hay đấy, làm cho mọi người bình tĩnh hơn và cái nhận thức về xây dựng một nền bóng đá nó cũng rõ ràng hơn. Vâng, tôi nghĩ rằng là cái nhận thức về quá trình phát triển của một nền bóng đá ấy, thì đương nhiên nó cũng phải có gọi là nhiều cách khác nhau. Mỗi người cũng đều có những cái góc nhìn và những cái ý kiến phản biện, kể cả trên mạng xã hội ấy, thì tôi cho rằng nó cũng đều có những cái ý chung là muốn đem đi những cái điều tốt đẹp nhất cho bóng đá Việt Nam, cho các đội tuyển quốc gia của chúng ta, cho dù có thể là có một số những ý kiến nó hơi cực đoan, luôn luôn chỉ trông chờ vào những chiến thắng thôi, chứ không chịu chấp nhận thực tế rằng là chúng ta trong quá trình xây dựng, nhất là với bóng đá trẻ, thì nó cần phải có, nó cũng phải có cái sự chấp nhận nào đó ở những cái giai đoạn, nó có những cái lớp lứa nó bị lỡ, nó hơi hững một chút so với cái đà phát triển chung, thì cái chuyện đấy là chuyện cũng bất thường xảy ra. Bóng đá thế giới, những cái quốc gia gọi là có thể nói là phát triển rất là mạnh về bóng đá thì họ cũng thường phải đối mặt với cái câu chuyện này, cho dù không phải là thường xuyên, đúng không ạ? Với chúng ta thì đây là điều mà chúng ta đã từng thấy, ở câu lạc bộ cũng có, ở cấp đội tuyển cũng có, không phải lứa nào nó cũng đều như lứa nào, không phải lứa nào thì cũng có thể sản sinh ra những ngôi sao, những cầu thủ đặc biệt. Và ở cái lứa U22 vừa rồi tại SEA Games thì chúng ta cũng đã cảm nhận thấy rất là rõ. Và một trong những tác nhân đã làm nên cái gọi là có thể nói là một cái bầu không khí nó tương đối ảm đạm vừa rồi ấy, đó là huấn luyện viên Philippe Troussier. Bởi vì sau những gì mà chúng ta có được ở 5 năm trước thì đương nhiên vào lúc này các cổ động viên bóng đá Việt Nam thì trông chờ rất nhiều vào những ông thầy ngoại, và khi mà họ đem đến những chiến thắng thì tất nhiên họ sẽ lại là những vị thánh. Còn giả sử như cái bước hẫng hụt như chúng ta vừa thấy vừa rồi ở SEA Games, cho dù vẫn có huy chương đấy nhưng không phải huy chương vàng, thì họ bỗng trở thành những cái mục tiêu để đám đông công kích. Tôi nghĩ rằng là niềm tin dành cho huấn luyện viên ấy, thì chắc chắn vẫn còn. Tôi và anh hoàn toàn có thể hiểu được rằng đâu là cái lộ trình, đúng không ạ? Nhưng chúng ta có vẻ như đang là một cái phần thiểu số, trong khi số đông ấy, thì đang có một cái sự dao động nào đó trong cái việc mà đặt niềm tin gọi là vào cái năng lực hay là cái khác là cái uy tín của huấn luyện viên Philippe Troussier. Anh có nghĩ như vậy không? Đấy là những người mà họ chỉ chú ý đến kết quả thôi. Chứ còn chúng ta nếu mà suy xét rộng ra thì phải thấy rằng là đây là một lứa cầu thủ mà đúng là không có những người nổi bật. Ông Troussier, ông có cái khó của ông ấy. Và lứa cầu thủ này cách đây 4 năm đã thua cả Campuchia. Giải U18 Đông Á là thua Campuchia. Đấy, thế thì đến lúc này chúng ta nhìn lại SEA Games vừa rồi, thực ra U22 đá là các phương án tấn công là đa dạng đấy chứ, không bị rơi vào cái thế gọi là bế tắc trong tấn công. Và những cái miếng tấn công là khá đa dạng. Chỉ có điều rằng hình như là ông đang muốn truyền cái cảm hứng về một cái lối chơi theo kiểu của ông ấy. Thành ra những cái quy ước mà những cái cảm giác thời gian đầu tư cho tập phòng ngự là không nhiều. Cộng với việc có những con người chúng ta gọi là thiếu kinh nghiệm nữa. Anh em vừa nóng vội lại vừa non. Thành ra là trận nào kể cả lúc đá tốt nhất thì vẫn xảy ra những cái sơ sẩy phòng ngự. Thì có thể là ông Troussier thời gian tới ông sẽ ưu tiên cái khâu này. Thế còn trước mắt vừa rồi là ông ấy muốn mọi người vỡ vạc ra để mà thấm cái triết lý của ông ấy. Thì có thể đấy là phương pháp làm về mặt lâu dài. Nhưng mà khán giả Việt Nam là thường là cứ chỉ quan tâm thành tích thôi. Đấy, thành tích mà không tốt một cái là gây sức ép. Thì tôi nghĩ rằng là đấy, như tôi đã phân tích ở phần trên, thì những cái gì chúng ta đang làm, đang trải qua đôi khi cũng phải có những cái lần như thế này để mọi người tự có những cái ngẫm nghĩ và suy xét một cái thấu đáo hơn, chứ không thể nào cứ thắng mãi xong rồi tất cả cứ lơ lửng mà không biết mình ở đâu. Tôi hoàn toàn nhất trí với anh về câu chuyện này. Đương nhiên là bóng đá thì nó phải có cả thắng cả thua, và đây mới chỉ là giai đoạn đầu thôi. Chúng ta thống nhất với nhau rằng lộ trình nó vẫn còn đang ở phía trước, vẫn còn có rất nhiều những cái sự kiện, vẫn rất nhiều những cái thời điểm để chúng ta có thể suy xét đánh giá một cách nó xác thực hơn về cái khả năng mà huấn luyện viên Philippe Troussier có thể đóng góp được cho bóng đá Việt Nam. Với cái lứa cầu thủ vừa rồi ở SEA Games thì chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, và những nỗ lực mà thầy trò ông Troussier đã thể hiện, tôi nghĩ rằng là nó vẫn đang có những cái giá trị nhất định. Nhưng nhìn ở cái lứa này ấy, thì chúng ta cảm nhận được rằng là các em có những cái khó khăn để khẳng định mình ở cấp độ đội tuyển quốc gia so với các lứa ở trên và có thể là cả những lứa sau nữa. Lứa các em đá ở SEA Games vừa rồi là những người sinh năm 2001, 2002, đúng không ạ? Và ở các cái lứa sinh năm 99, 2000 mà ở phía trên ấy, thì chúng ta nhận thấy là họ có những cái phẩm chất có thể nói là cứng cáp sớm hơn. Chưa kể là các em ở lứa gọi là 96, 97, 98 thì vẫn đang rất là cứng ở đội tuyển quốc gia. Thế thì cái lứa mà 2001, 2002 này để mà cạnh tranh ở trên đội tuyển quốc gia thì có thể nói là tương đối khó. Ở V-League thậm chí bây giờ vào lúc này là những cầu thủ như là Văn Tùng hay là Quan Văn Chuẩn, thậm chí là Lương Duy Cương ấy, về đội 1 V-League đá là không phải lúc nào cũng được đá chính đâu. Đấy thì đấy chính là cái khó của các em. Trong khi đó thì các cái em ở cái lứa U20 ấy, như cái lứa của Khuất Văn Khang chẳng hạn ấy, thì xem ra lại là có rất nhiều những cái triển vọng. Triển vọng không phải chỉ những cái mà họ đã thể hiện, mà tôi cho rằng là họ đã được chơi nhiều hơn, sớm hơn. Và đã có những thông tin cho rằng là ở trong cái thời gian tới đây, từ những cái sự kiện chính cho đến những cái giải đấu mời ở Trung Quốc ấy, thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ sử dụng cái lứa U20 nhiều hơn. Tức là cái cơ hội dành cho cái lứa U23 ấy, nó sẽ không nhiều. Quan điểm của anh như thế nào về vấn đề này? Chúng ta cũng nhìn nhận với nhau là cái lứa cầu thủ mà sinh năm 2001, 2002 ấy cũng bị cái thiệt thòi. Tức là đúng cái lúc họ bắt đầu vươn lên thì gặp phải đại dịch Covid-19. Hai cái năm đấy thì rõ ràng là giải đấu nó thu hẹp lại, rồi là có năm phải hủy giải. Bởi thế cơ hội thi đấu của họ không nhiều. Chứ còn lứa U20 thì họ nhỏ hẳn. Nhỏ hẳn thì họ lại thi đấu ở cấp độ trẻ. Đấy, và tôi cho rằng là hiện nay liên đoàn nhắm một cái đích xa hơn, nó như vậy là có lý. Bởi vì họ thấy là sau khi kết thúc đại dịch một cái là lứa U20 được thi đấu nhiều, liên tục nhiều giải, và bây giờ họ cứ tiếp cái đà để họ đẩy. Đang có cái đà lên rồi thì cứ thế mà đẩy. Chứ còn lứa mà 2001-2002 thì đúng là cái đà của họ là bị hạn chế do cái thời điểm hoàn cảnh nó như vậy. Thế thì cái gì đang có đà là ta đẩy để mà gọi là còi to thì cho vượt. Đấy thì tôi cho rằng đây cũng là một cái quan điểm hợp lý. Tuy nhiên bóng đá nó vẫn luôn luôn có cái gọi là bản năng sinh tồn và cái tự vươn lên của mỗi người. Chúng ta thấy bóng đá thế giới có những người trước đây là không hề đá các tuyển trẻ, không hề xuất hiện ở các tuyển trẻ, nhưng mà đột nhiên là có một ngày họ trở thành ngôi sao sáng. Thế thì trong quá trình mà liên đoàn sẽ đẩy lứa U20 thì chúng ta cũng vẫn hy vọng là cái lứa 2002 vẫn có những người mà tồn tại được ở V-League, và sau đó họ sẽ có cái vận động theo cái bản năng sinh tồn của từng người để mà họ vươn lên. Chứ anh em đừng nên lấy vậy làm cái gì đó để mà buồn và nghĩ rằng là ít cơ hội. Bóng đá nó kỳ diệu và nó vẫn thú vị, nó hấp dẫn, bởi vì nhiều tham số lắm. Có những lúc xuất phát điểm của anh không được tốt, anh không phải là cái gì đó mà gọi là nhiều phép tính cộng lại, anh không có được cái đấy đó. Nhưng mà bỗng nhiên anh lại hội tụ được những cái vận may của mình để mà phát triển. Tôi hoàn toàn chia sẻ với anh quan điểm này, bởi vì thực ra là bóng đá trẻ thì thứ nhất là nó có sai số, nó có rủi ro. Không phải cứ lứa trẻ nào cũng giống lứa trẻ nào, và có thể có lứa tốt, có lứa nó bị lỡ. Và những cái lứa mà chúng ta thấy ở cái lớp mà vừa đá SEA Games vừa rồi, phần lớn những em mà sinh năm 2001, 2002 thì các em không có nhiều cái cơ hội để cọ sát, và việc các em không bộc lộ được những cái phẩm chất có tính đặc biệt để có thể gọi là có cái niềm tin, cái cơ sở rằng mình sẽ bứt phá trở thành những ngôi sao lớn, trở thành những trụ cột và có vai trò của cái sự dẫn dắt cho một cái chiến dịch lớn như là World Cup, là điều mà chúng ta có thể cảm nhận được. Tuy nhiên một vài người trong số họ thì hoàn toàn có thể, nếu như trong quá trình gọi là phấn đấu đi lên trong vài ba năm tới, họ gọi là kiên trì với cái mục tiêu của mình, kiên nhẫn để phấn đấu và cóp nhặt, tích lũy từng cái cơ hội một, từ cấp độ câu lạc bộ cho đến ở những đội tuyển mà giả sử họ được triệu tập, thì tôi nghĩ rằng là cái khả năng tỏa sáng của họ, khả năng có thể gọi là phát lộ những cái yếu tố, những cái phẩm chất đặc biệt của họ là vẫn có thể. Ví dụ như trường hợp của Văn Tùng chẳng hạn, một cái cầu thủ mà tôi nghĩ rằng là cái không quá nhiều những cái lợi thế để chơi ở chỗ chật, nhưng cái phẩm chất gọi là cảm nhận, đánh hơi thấy những cái cơ hội ghi bàn và đặc biệt là những cái kỹ thuật dứt điểm của Văn Tùng thì nó gợi lại rất nhiều cho chúng ta những trường hợp của các tiền đạo gọi là lớn tuổi hơn ở thuộc cái lứa trước. Ví dụ như trường hợp của Anh Đức là một ví dụ, tức là Anh Đức là một người đã từng phát lộ sớm, thế nhưng mà cái thời điểm mà gọi là thực sự thăng hoa của Anh Đức thì thực ra lúc đấy anh ấy đã có thể gọi là lão tướng rồi đấy. Thế thì những cầu thủ như Văn Tùng được có một cái cơ hội chơi như trong giai đoạn vừa rồi thì cũng đã chứng minh được một phần nào đó. Vậy thì quá trình phấn đấu tiếp theo, nếu như có được cơ hội thì phải biết chớp đến những cơ hội đó. Thì tôi nghĩ rằng là không phải là không có cơ hội để thay đổi được cái gọi là cái đánh giá của mọi người, đánh giá của ban huấn luyện, của huấn luyện viên trưởng về bản thân mình để có thể trở thành một phần trong cái quá trình xây dựng và hướng tới một cái chiến lược của bóng đá Việt Nam là World Cup. Các cầu thủ mà trong cái lứa 2004-2002 thì họ có thể sắp tới sẽ không được đá những cái giải quốc tế ở cấp đội tuyển, nhưng mà họ cứng hơn những cái cầu thủ U20 và tôi nghĩ rằng là tại V-League thì họ có cơ hội để mà tỏa sáng ở V-League. Thực tế là sau SEA Games thì ngay lập tức chúng ta thấy là các tuyển thủ trở về được sử dụng nhiều. Ở Văn Tùng trận đấu với Đà Nẵng tại hàng đẫy đấy, hiệp 2 cũng vào và chơi rất là xông xáo, chỉ có thiếu may mắn để ghi bàn thôi. Đấy là những dấu hiệu rất là tốt và với Văn Tùng thì tôi nghĩ anh có một tương lai tươi sáng. Thế còn những cầu thủ khác thì hãy lấy Đỗ Hùng Dũng và Đặng Văn Lâm là những tấm gương. Cái lứa mà sinh năm 1992, 93 ấy, thì hầu như chúng ta chỉ thấy là Quế Ngọc Hải là người có một cái sự vươn lên từ lúc trẻ. Từ lúc trẻ anh ấy theo suốt cả U23 dự, từ U19 lên U23 dự SEA Games mấy kỳ liền. Thế rồi những người khác cùng lứa với anh thì khá là trầm lặng. Nhưng đến một ngày Đỗ Hùng Dũng xuất hiện rất là hay, rất là chững chạc. Tức là chúng ta vẫn gọi là cầu thủ chín muộn đấy, nhưng mà rất chắc chắn và rất ổn định. Đặng Văn Lâm long đong lận đận, nhưng mà khi mà đã bám được một cái phao rồi, có một điểm tựa rồi, anh ấy bật lên và bây giờ thì anh vẫn đang rất là vững về phong độ. Thế nên tôi nghĩ rằng là đấy, có cái gì đó thì hãy nhắc các em là nghĩ đến Đỗ Hùng Dũng và Đặng Văn Lâm để coi đó là tấm gương, qua đó là mình khó khăn nhưng mình vượt qua để mà tiếp tục vươn lên. Vâng, đó là quan điểm của anh Quang Huy và tôi cũng nhất trí với quan điểm này về cái quá trình phấn đấu của lứa U22 của chúng ta sau cái SEA Games vừa rồi. Không có nghĩa là không được dùng trong cái thời gian tới, không có nghĩa là không có được nhận sự ưu tiên thì là đã hết những cơ hội và cuộc chiến đấu của họ, cái sự khả năng gọi là phấn đấu của họ vẫn còn có thể có được những kết quả tốt trong tương lai. Vấn đề là sự bền bỉ, là sự kiên nhẫn, là sự nắm bắt những cơ hội của họ là như thế nào. Đó là những gì mà tôi và anh Quang Huy đã chia sẻ trong chương trình Quán Thể Thao tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại.